Chào mừng tất cả các bạn đến với channel YouTube tô màu cho những bức tranh này của mình. Và ngày hôm nay hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về một bó ca rau cải đi nhé. Một bức tranh mà khá là nhiều chi tiết và có rất nhiều chiếc lá ở đây. Để tô màu cho bức tranh này thì mình sẽ sử dụng hộp bút chì màu bên phía tay phải này của mình để tô màu cho bức tranh này. Trước tiên mình sẽ tô cho những chiếc lá của cây rau này trước bằng cây bút chì màu xanh của mình. Mình sẽ tô cho con chim này. Mình sẽ tô màu xanh lá cây này trước nhé. Có đầy đủ các cái màu sắc để cho nó trở nên sinh động. Vì là một bức tranh với khá rất là nhiều chi tiết khác nhau này nên là mình sẽ tô thật là chậm. Những chiếc lá thì đang xen với nhau rất nhiều chi tiết. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng màu hồng cho cái phần thứ tư này nhé. Tô thật là đều phần viền trước nhé, để màu không bị lem ra bên ngoài. Tiếp theo có lá cải, tiếp theo thì mình sẽ tô màu vàng. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu cam để tô màu cho cái phần mà nó tiếp theo. Đây là một con chim đầy đủ các sắc cầu vồng. Tiếp theo là mình sử dụng màu tím. Mỗi lá cải thì mình sẽ sử dụng một màu khác nhau. Và cái màu lông đuôi này cũng thế, sẽ để vào màu và cái màu mà chúng ta yêu thích. Các bạn và lá cải tiếp theo thì mình sẽ tô màu tím nhá. Bởi vì các bạn nó không bỏ bỏ cái sự sáng tạo cho cái màu sắc khi các bạn tô màu cho một cái của mình. Mình sẽ xoay ngược bức tranh lại để tô màu cho dễ hơn. Với cái phần cánh thì mình sẽ sử dụng cái màu vàng để tô màu cho cái phần cánh này để nó nổi bật hơn, cái phần nổi bật hơn cho cái màu sắc của cái màu đỏ này nhé. Mỗi lá cải thì mình sẽ tô một màu khác nhau. Tiếp theo thì mình sử dụng màu đỏ để tô màu cho cái phần cánh ở phía bên nhé. Mình sẽ sử dụng màu cam cho lá cải tiếp theo này nhé. Một cây cải với rất nhiều màu sắc khác nhau thế này sẽ làm cho bức tranh thật là nổi bật. Chúng ta lại có một thêm một bình nước lọc.
tô thật đều cho cái lá cải này. Thì mình sẽ sử dụng màu cam để tô màu cho cái nhỏ của chú tuyết vẹt này nhé. Và bó cải cuối cùng thì mình sẽ sử dụng màu nâu để tô cho bó cải này nhé. Tiếp theo thì với cái đôi chân này thì mình sẽ sử dụng màu nâu nhẹ hơn để tô màu cho cái chân của chú vẹt này. Cho lên này một chút. Ở cái phần này các bạn thấy không? Và mình đã tô màu xong cho cái bức tranh chú vẹt ra màu sắc này. Tiếp theo mình sẽ thêm một ít màu đỏ cho phần lá cải mà đang bị lấp ở phía sau, những cái lá cải còn lại. Về cơ bản thì bức tranh về bó cải này đã được hoàn thành. Tiếp theo mình sẽ sử dụng lại tất cả màu sắc để tô thêm vào màu sắc cho bó cải này trở nên rực rỡ hơn nhé. Trước tiên mình sẽ sử dụng màu tím để đẩy màu tím thật là đậm hơn. Tiếp theo là màu cam nha, mình sẽ thêm màu cam này để cho bó cải được trở nên đẹp hơn. Nam Mỹ với đang đậu trên cái cành cây và mình sẽ sử dụng những cây bút chì màu này để tô màu. Việc tô lại màu như này thì sẽ khiến cho màu sắc trở nên rực rỡ và đẹp hơn. Trong khi đó chúng ta có thể xóa bớt những cái màu trắng mà khi nãy mình tô màu nó đang còn thừa hoặc là vẫn đang còn đẹp. Lá cây này để tô màu cho những chiếc lá ở trên cái cành cây mà chú vẹt đang đứng. Mình sẽ lật ngược bức tranh lại. Tiếp theo mình sẽ tô thêm màu vàng cho lá cải phía bên này. Tiếp theo với những chiếc lá như thế này thì chúng ta cái tông màu đều có cái phần đấy nhá. Các bạn hãy cho vào. Thêm một ít màu nâu nữa nhá. Chiếc lá rất là thon gọn mỏng này thì
Và bức tranh về cây cải này đã được mình tô màu với một bức tranh về cây cải rất nhiều màu sắc rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like, ấn đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.